Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trong một video tiếp theo chia sẻ hình ảnh những buổi phát cơm giúp đỡ những người khó khăn đi nuôi bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy, những người già không nơi nương tựa, những người lao động nghèo. Các bạn có thể thấy bà con cô bác đang ngồi đợi xếp hàng ở cả hai bên đường rất là đông. Bây giờ Tuấn Dương sẽ dừng xe và cập nhật tình hình phát cơm để gửi tới các cô bác anh chị. Thưa các cô bác anh chị, những cái buổi phát cơm thì thông thường nhóm sẽ ưu tiên cho những ông bà già lớn tuổi, những người khoảng trên 70 tuổi, mất sức lao động hoặc là bị khuyết tật, không nơi nương tựa. Thông thường thì các ông bà sẽ đến từ rất sớm, thông báo khoảng 9 giờ rưỡi mới bắt đầu phát cơm. Tuy nhiên thì khoảng 7 đến 8 giờ thì nhiều ông bà đã tới rồi, bởi vì bây giờ tuổi cao sức yếu, không ngủ được, lại không có việc, và thêm một cái tâm lý là sợ ra sau thì hết cơm. Và những cái ngày nào hết cơm thì các ông bà sẽ phải đi tìm ở rất là nhiều nơi để xin, hoặc là ngồi ở ngoài đường để trông chờ vào sự giúp đỡ của các mạnh thường quân đi ở ngoài đường ở các cái khúc ngã ba ngã tư. Chính vì thế nên là các ông bà tới rất là sớm. Vì thế nhóm thường là ưu tiên cho những ông bà già lớn tuổi ngồi ở đầu hàng. Hiện nay thì người đi lãnh cơm đa số là các cô bác anh chị ở trong bệnh viện đi nuôi bệnh, mà đây là những cái căn bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày. Thì nhóm có thông báo cho những người đi nuôi bệnh khi đi lãnh cơm thì mang hai cái thố, một thố thì sẽ đựng cơm, một thố thì sẽ đựng đồ ăn mặn, và mọi người chuẩn bị một cái bao xốp. Cái bao xốp này sẽ đựng canh, đựng nước suối, đựng bánh mì, đựng sữa, đựng trái cây. Cái số lượng mỗi phần ăn thì tùy theo từng ngày và cũng sẽ đổi món liên tục để bà con ăn đỡ ngán. Ví dụ như mà kinh phí nhiều thì nhóm sẽ làm những các cái thực phẩm nó có cái giá trị cao hơn, hoặc là tặng sữa chẳng hạn. Còn nếu như mà kinh phí vừa phải thì cũng gọi là liệu cơm gắp mắm, để sao cho nhiều người có thể cùng nhận được những cái phần cơm. Và cô bác anh chị có thể thấy là để mà duy trì cái việc mọi người phải xếp hàng theo trật tự như thế này thì cũng mất rất là nhiều công sức, và kể cả những cái sự cương quyết để cô bác có một cái trật tự để nhóm thực hiện một cách dễ dàng hơn. Từ việc là bố trí mọi người xếp hàng, rồi hướng dẫn cầm bao xốp ra sao, cầm cái thố như thế nào, đưa cho ai, đòi hỏi phải rất là tỉ mỉ từng ly từng tí một. Vì phát cho một tập thể nên là đòi hỏi tất cả mọi người đều phải ý thức và xếp hàng thì nhóm mới làm được. Và bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì mời quý vị tiếp tục theo dõi những hình ảnh của buổi phát cơm.
dẫn các cô bác nhận cơm. Bánh mì, phát nước suối, chuối và phát canh cho bà con. Mời cô bác tiếp tục theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp tục.
chưa tới chị đến chị vậy. Ừ, các bạn, nhưng... Rồi, các bạn, nhưng... Rồi, các bạn, nhưng... Rồi, các bạn, nhưng...
Thôi anh Dương thì chuẩn bị đồ đựng thôi, chuẩn bị hai cái số. Ba lên. 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 Ba xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.